Những sự kiện không thể bỏ qua liên quan đến các vị thần trong vũ trụ điện ảnh Marvel phần 2. 4. Rất là thần của các vị thần. Trong bom tấn lớp Thunder vừa ra mắt, Thor Odinson đã gọi rất là vị thần đầu tiên của giới thần thánh, coi rất là một trong những người hùng vĩ đại nhất, gián tiếp khẳng định các vị thần Hy Lạp là những thực thể đầu tiên xuất hiện trong MCU. 5. Cuộc chiến giữa các vị thần Asgard và tộc Hắc Tiên. Trong Thor: The Dark World, vào năm 1988 trước công nguyên, Bor, người cai trị Asgard lúc bấy giờ, quyết định ngăn chặn kế hoạch của tộc Hắc Tiên khi họ phát hiện ra cách để kết hợp sức mạnh của viên đá thực tại với một sự kiện siêu hiếm sự thu hồi để đảo ngược sự sáng tạo, đảm bảo sự thống trị của ánh sáng. Sau cuộc chiến, tộc Hắc Tiên đã diệt vong hoàn toàn và Ezra được giấu đi để ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra. 6. Các vị thần Asgard được bảo vệ trái đất khỏi tộc Frostgiant. Asgard trở thành người bảo vệ cho cửu giới dưới sự cai trị của Odin, chinh chiến với Laufey và tộc Frostgiant để bảo vệ trái đất. Sau cuộc chiến, Odin quyết định bắt giữ và nuôi dưỡng Loki, con trai của Laufey, với hy vọng cô bé có thể kết nối người Asgard và Frostgiant trong tương lai.